em lấy đi. Đó, cái này là hôm nay đi siêu thị. Cái rổ đồ trái cây này là miễn phí cho trẻ em ấy, ai đứa nào mà muốn ăn với baby ăn nè. Chị em này. Chuối à con, chuối còn săn lắm con. Săn lắm em lấy táo đi em. Cho trẻ em. Đi siêu thị gần nhà. Chuối, táo. Táo xanh, táo hồng. Táo này khoảng chừng 70 ngàn một ký đấy, 60 ngàn một ký. Táo. Ơi, đã không? Sao em? Hả? Sao em? Em không thích ăn táo hả? Em thích táo là chuối. Em thích ăn chuối hả? Ok. Thế mày lấy chuối cho em. À không ăn táo hả? Thế mày lấy mẹ bóc vỏ chuối cho em nha. Đây là siêu thị gần nhà mình. Cà chua này nhìn thích không? Cà chua thơm phức luôn đấy. Cà chua này tính ra thì Việt Nam khoảng chừng cũng 60 ngàn một ký nè. Nhìn này, cái chùm cà chua dễ thương chưa? Thích không? Chùm cà chua á, thơm lắm nha. Lê con ngó cái gì đó? Con thích ăn hả? Mẹ không thích tí nào hết đấy, cái đó. No. Hai chị em mà nhìn thấy hàng kẹo bắn là khoái đó. Đang đứng xếp hàng để trả tiền. Còn hồi nó sang siêu thị bên kia nữa mua đồ. Ôi kép vun đã lên kép vun em con. Cái gì đó? 2 phút thôi là đi con nha, đi xem bên shop kia nữa nha. No con. Em lấy đi. Em lấy 2 bịch luôn, 2 bịch. Em cầm 2 bịch. Em thích ăn rice cracker đúng không? Dạ. Thì em cầm em đưa cho dad. Chạy ra đưa cho dad đi em. Yes, 2 thôi được rồi. Rồi chạy ra đưa cho dad đi. Cầm 2 cái mà, cầm 1 bịch nữa. Yes, em đưa cho dad. Cái gì đó, cái tivi đúng không? Later con trả tiền xong mình với ấy được chứ? No, phải liền đưa cho dad. Bái gì? Mami cái gì? Cái đó yucky lắm con, cái đó không có ngon đâu con. Hai chị em chị bế em lên để đồ lên trên để trả tiền đấy. It's okay, darling.